đời sông núi, anh em ta đáp đời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta kể chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta kể chiến cho quê hương. Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 8 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2279 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tình chính sau đây. Cảnh sát tiếp điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Báo chí Trung Cộng lên tiếng mắng mỏ Việt Nam về tuyên cáo chung ASEAN. Nhà đấu tranh Hoàng Đức Bình lại bị chụp mũ thêm một tội danh nữa. Thêm 13 đồng bào thượng sẽ bị Campuchia trục xuất về Việt Nam. Dựng lều chặn đường xe cộ ra vào bãi rác gây ô nhiễm. Quân đội Việt Nam khẳng định khu Gôn ở Tân Sơn Nhất là đất quốc phòng. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Chuyện nước non mình, tác giả Dương Tâm và Trần Thủ Đoàn sử dụng nguồn ngân sách từ thuế nhân dân đóng góp, tập đoàn độc tài đảng trị để tự tung tự tác, ăn trên ngồi trước, tư lợi cá nhân, phá hoại nguồn lực quốc gia. Giữa chương trình, Paulus Lê Sơn bày tỏ sự biết ơn và tri ân đến những hy sinh của các anh chị đã và đang dấn thân cho quê hương dân tộc Việt Nam với tất cả tấm lòng. Sau cùng, chương trình sẽ được kết thúc với phần bình luận của Vũ Đông Hà. Mời quý khán giả đón theo dõi. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Nguyễn Việt Nam tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2017. Đồng thời, để vinh danh ông Mai Văn Phong, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây. Cảnh sát tiếp cho biết là họ cũng đang mở cuộc điều tra về vụ an ninh Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Bá Linh, đưa sang tiệp và sau đó giải về Việt Nam bằng một chuyến bay chở bệnh nhân. Theo tiết lộ của cảnh sát tiệp, thì chiếc xe hơi chở ông Thanh đã mang bảng số của nước tiệp trong vụ bắt cóc ông Thanh tại một công viên ở thủ đô Bá Linh của Đức vào ngày Chủ nhật 23 tháng 7. Một quan chức tiệp xác nhận là họ đang mở cuộc điều tra nhưng không thể cung cấp thêm nhiều chi tiết. Trong khi đó, thì vào hôm thứ Hai, Bộ Công an Việt Nam loan báo là sẽ gia tăng thời hạn tạm giam ông Trịnh Xuân Thanh lên 4 tháng để bổ sung hồ sơ truy tố tội, cố ý làm trái pháp luật và ăn cắp tài sản nhà nước. Giới truyền thông Trung Cộng vào hôm qua đã lớn tiếng mắng mỏ Việt Nam bằng những lời lẽ nặng nề sau khi khối ASEAN ra một tuyên cáo về Biển Đông, với một số ngôn từ cứng rắn mà Trung Cộng cáo buộc là do Việt Nam xúi giục. Trong bài báo Anh ngữ có tựa đề Việt Nam lạc hậu so với các nước khác trong khối ASEAN, tờ China Daily lên án Việt Nam đã phá hoại mối quan hệ thấm thiết giữa khối ASEAN và Trung Cộng. Trong một bài khác, tờ báo này nói rằng Việt Nam đã che giấu các sai trái của mình bằng cách thổi phồng các vụ Trung Cộng bồi đắp các hải đảo ở Biển Đông và gọi hành động này là đạo đức giả. Cần nhắc lại là trong tuyên cáo chung đưa ra sau hội nghị cấp ngoại trưởng ở Manila, khối ASEAN chỉ bày tỏ mối quan ngại một cách chung chung về vấn đề Biển Đông, vẫn tránh né không nêu đích danh Trung Cộng, nhưng lại kêu gọi chấm dứt việc quân sự hóa Biển Đông để duy trì nền hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Hoàng Đức Bình, 34 tuổi, một nhà đấu tranh cho nạn nhân Formosa, vừa bị bạo quyền Việt Nam quy chụp thêm một tội danh nữa là phá hoại tài sản công cộng. Ngoài hai tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá chế độ và kháng cự nhân viên công lực sau khi bị bắt giữ vào tháng 5 vừa qua, tội danh mới được Công an tỉnh Nghệ An đưa ra thêm vào tháng trước, nhưng gia đình và các luật sư biện hộ không hề được thông báo. Vụ bắt giam và truy tố ông Bình xảy ra sau khi ông Bình dấn thân vào cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân trong cuộc thảm họa Formosa.
Trước đó, trong vai trò Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt Nam, ông Bình đã hăng hái đấu tranh cho quyền lợi của giới công nhân đang làm việc trong các công ty ngoại quốc ở Việt Nam. Theo thông lệ của các phiên tòa Cộng sản Việt Nam, ông Bình có nguy cơ bị bỏ tù từ 5 đến 10 năm vì các tội danh mơ hồ này. Bảo quyền Campuchia sẽ trục xuất thêm 13 đồng bào thượng về Việt Nam sau khi bị bác đơn xin tị nạn chính trị của họ. 13 người này nằm trong nhóm 16 đồng bào Tây Nguyên đã vượt biên sang Campuchia vào năm ngoái, đang sống trong một trại tạm giam gần thủ đô Phnom Penh. Việc bác đơn xin tị nạn của họ là do bảo quyền Campuchia đưa ra, chứ không phải Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Ngoài nhóm 16 người nói trên, trong trại hiện còn 20 đồng bào thượng khác đang chờ cứu xét đơn xin tị nạn sau khi trốn sang Campuchia. Không thể chịu đựng thêm mùi hôi thối nồng nặc, người dân xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã dựng lều trại trên đường và trước cổng ra vào bãi rác để yêu cầu nhà cầm quyền phải giải quyết tình trạng ô nhiễm trầm trọng này. Vụ dựng lều và phong tỏa giao thông bắt đầu từ sáng sớm hôm qua với hàng chục gia đình tham gia. Theo lời kể của người dân thì tình trạng ô nhiễm đã diễn ra suốt nhiều năm qua khi nhà cầm quyền huyện Nga Sơn chọn vùng đất này làm bãi rác thải. Người dân của xã Nga Giáp đã phải gồng mình chịu đựng nạn ruồi bọ, các mùi hôi thối và nguồn nước bị ô nhiễm. Nhưng bất chấp các lời than phiền và kiến nghị của dân chúng, nhà cầm quyền địa phương đều làm ngơ, dẫn đến cuộc phản kháng vào ngày hôm qua. Trong khi đó thì giới báo chí lệ đảng đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy các bờ biển xinh đẹp của Đà Nẵng đang bị chia cắt bởi các dòng nước cống xả ra từ các nhà máy lọc nước thải bốc mùi hôi thối, khiến du khách cảm thấy rùng mình. Hiện chưa rõ là nhà cầm quyền Đà Nẵng sẽ có biện pháp gì để giải quyết vấn nạn này. Trong khi dư luận tiếp tục kêu gọi phải trả lại khu sân golf để mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, một tướng lãnh cao cấp Việt Nam vào hôm qua lại khẳng định sân golf nói trên là thuộc đất quốc phòng, nhưng sẵn sàng giao lại cho Bộ Giao thông nếu có dự án xây thêm phi đạo. Phát biểu trong một hội nghị vào hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Trần Đơn đưa ra khẳng định nói trên, nhưng thừa nhận là việc quản trị và kinh doanh tại khu đất này còn nhiều bất cập, gây lãng phí và tài nguyên quốc gia. Ông Đơn tuyên bố là quân đội sẽ ngưng ký các hợp đồng thuê mướn mới trong khu đất này. Theo báo cáo trong hội nghị nói trên, thì hơn 1.000 mẫu đất ở Tân Sơn Nhất là đất quốc phòng. Trong số đó, quân đội chỉ quản trị được 489 mẫu, 107 mẫu là thuộc ngành hàng không và 464 là đất dùng chung, nhưng không nói rõ là dùng chung với ai hay cơ quan nào. Ăn cắp công quỹ, bỏ túi riêng chưa đủ, chúng còn ăn cắp tiền thuế của dân để mưu danh với đảng Cộng sản láng giềng. Liên tục chương trình qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Dương Tâm với tựa đề Nguyễn Phú Trọng ăn cắp 25 triệu đô tiền dân để mua danh cho mình và cho đảng, sẽ được Quê Hương trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Vào ngày 20 tháng 7, trong chuyến gặp gỡ Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Nguyễn Phú Trọng đã nhân danh Đảng trưởng Đảng Cộng sản Việt Nam để vung tay tặng 25 triệu đô cho đảng cầm quyền Campuchia xây công trình nhà làm việc của ban thư ký và các ủy ban của Quốc hội Campuchia. Nhân danh ai để ông Trọng lấy tiền mồ hôi, nước mắt của dân để tặng cho một đảng cầm quyền ở Campuchia? Ông Trọng lấy tư cách gì để dùng tiền chung của dân mà phục vụ cho đảng riêng của ông? Tất nhiên, ông Trọng không phải là đại diện của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Nhìn vào hệ thống nhà nước, ông Trọng chỉ là một đại biểu quốc hội trong trò đảng cử dân bị bầu, nên không có thẩm quyền sử dụng 25 triệu đô cho việc riêng cho đảng của ông ta. Hơn nữa, Trọng chỉ là giáo chủ của đảng Hồi giáo với khoảng hơn 4 triệu đồng đảng của mình đang làm mưa làm gió, độc tài đảng trị ở Việt Nam. Bằng búa, liềm, còng, dùi cui, nhà tù và sự ma quái, tập đoàn Hồi giáo đã xây dựng một hệ thống song song gọi là đảng và nhà nước. Trong đó, đảng Cộng sản là một tập đoàn ký sinh trùng ăn bám và phung phí mồ hôi nước mắt của người dân.
từ địa phương tới trung ương, cứ có Ủy ban Nhân dân thì có Hội đồng Nhân dân, có cơ quan, tổ chức thì có chi bộ đảng, từ quân đội đến công an, từ nông dân đến doanh nghiệp, luồn sâu, bám rễ trong mọi ngóc ngách, ngành nghề của xã hội Việt Nam. Cùng sử dụng nguồn ngân sách từ tiền thuế của nhân dân đóng góp, tập đoàn độc tài đảng trị đã tự tung, tự tác mà ăn trên ngồi trước, tư lợi cá nhân, phá hoại nguồn lực quốc gia. Bao nhiêu trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí hồi hộp, đi lại của đám ma giáo này đều ăn bám từng đồng ở nguồn ngân sách quốc gia cả. Ăn bám trong nước chưa đủ, trọng còn nghênh ngang tự động lấy tiền ra để làm sang với đảng ngoại quốc. Mỗi khi ngân sách thiếu hụt thì thuế, lệ phí cứ tăng lên và đẻ ra. Dù vô lý như cái gọi là phí bảo vệ môi trường nhưng không phải để bảo vệ môi trường, mà để bảo vệ cái túi tham màu đỏ có hình đô la nằm đè lên búa liềm. Vì vậy mà chúng đang dự định bóp cổ dân nghèo qua 8.000 đồng một lít xăng. Đẹp mặt đảng ta, ít mặt đảng trưởng, vừa lòng đảng bạn thì mặt dân đói khổ, ngân sách khó khăn. Trọng vẫn quăng 25 triệu Mỹ Kim, hết tiền thì cứ bóp cổ vịt mà vặt lòng. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đài phát thanh buổi đầu tiên ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí mỗi buổi phát thanh là 500 Mỹ Kim do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, Cali 95161 hoặc qua PayPal trong website radio.daplời.songnuoi.com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức, thưa quý vị. Trong dòng thác đấu tranh vì sự sinh tồn của quốc gia dân tộc, người ta sẽ tìm thấy sức mạnh kiên nhẫn, bền bỉ và biết bao tính chất ưu việt của những người đã và đang hy sinh cho quê hương giống nòi. Qua chương mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Tri ân đến các anh Đài, Lượng, chị Nga và những ai... của Paulus Lê Sơn sẽ được Nguyên Khải trình bày sau đây để tiếp nối chương trình. Thấm thoát đã được 2 năm, tôi bước ra khỏi nhà tù nhỏ sau 4 năm bị cầm tù. Ngày 3 tháng 8 năm 2015 là ngày tôi không thể quên được trước vòng tay yêu thương của các anh chị bằng hữu khắp nơi đã dang rộng vòng tay đón chờ. Những gương mặt ngày đó, có người tôi đã quen từ trước lúc bị cầm tù, có người mới nhìn thấy lần đầu. Mặc nhiên tất cả đã đem lại hơi ấm cho tôi sau những ngày trong chốn lao tù lạnh lẽo cô đơn. 2 năm, một thời gian không quá dài cho công cuộc của phong trào đi tìm sự tự do, dân chủ và nhân quyền, nhưng có lẽ không quá ngắn cho một con người bé nhỏ như tôi được tiếp nhận những điều tốt đẹp mà các anh chị đã, đang cống hiến cho quê hương đất nước. Anh Đài, chị Nha là những người tôi có may mắn quen biết từ trước lúc bị cầm tù năm 2011. Anh Lượng thì gặp mặt lần đầu tiên trong ngày tôi ra tù và còn rất nhiều người khác nữa. Thế rồi, trong 2 năm trôi qua, lần lượt các anh các chị đã bị nhà cầm quyền Cộng sản ra tay đàn áp, bắt bớ và giam cầm. Mỗi lần được biết tin anh chị bị bắt, dù biết rằng điều đó là điều hiển nhiên trong cái xã hội này, nhưng mà vẫn thấy lòng như xe thắt lại. Làm sao mà quên được những khuôn mặt tâm phúc và đầy ưu tư, khắc khoải của các anh chị đã dành cho tôi. Đó là những lời dặn dò, những âu lo về cuộc sống, về cạm bẫy xã hội, về lòng người trắng đen khó lường khi tôi mới bước chân ra xã hội sau 4 năm bị cách biệt. Anh Đài đã cho tôi biết thế nào là một sự kiên định, nhẫn nại trong lý tưởng cho dân chủ và tự do mà vô cùng khiêm tốn được toát ra từ con người anh, từ tâm hồn và trí tuệ của anh. Chị Nga đã cho tôi thấy thế nào là sức mạnh lớn lao trong tư tưởng của một phụ nữ bé nhỏ, mỏng manh nhưng chất chứa tình yêu quê hương đất nước, sự tự do và bình đẳng. Anh Lượng cho tôi thấy hơi ấm của tình yêu con người một cách chân thành khi anh hết lòng nâng đỡ tôi lúc mới ra tù.
Những con người thiện chí, chân thành đó lại chính là nỗi khiếp sợ của nhà cầm quyền Việt Nam. Những con người bé nhỏ, đơn sơ đó lại chính là những tâm hồn lớn lao khơi gợi tình yêu quê hương đất nước cho biết bao con người, trong đó có tôi. Họ tiến bước trên con đường đầy chông gai, hố sâu, nhưng họ vẫn cứ bước đi. Chính vì họ biết con đường Việt Nam họ đang đi đầy hố sâu, núi cao và vực thẳm, nên họ nguyện làm người dọn đường, sang bằng phẳng để kiến tạo nên con đường tốt đẹp hơn. Anh Nguyễn Văn Đài vẫn đang kiên cường trong đức tin và lý tưởng khi bị nhà cầm quyền giam cầm gần 20 tháng qua. Chị Nga vẫn hiên ngang hát bài Trả Lại Cho Dân sau khi nhận bản án bất công 9 năm tù giam. Có lẽ anh Lượng sẽ tấu khúc Khải Hoàn ca chiến thắng như biết bao nhiêu anh chị em khác đang tấu vang rền trời nước Nam. Trường ca của tình yêu non sông đất nước Việt, của tình yêu con người và sự tự do viên mãn đang được các anh chị làm trỗi dậy và vang, vang lời ca, ca khen muôn đời, muôn thuở trước sự vẫy vùng của quỷ dữ, và chúng ta sẽ chiến thắng tử thần. Các anh, các chị đang dìm mình trong chốn tù ngục để sự tự do của đất nước được triển nở và hoàn thành. Với tôi, lòng biết ơn và tri ân đến các anh chị không chỉ là cảm tình cá nhân đã có, mà còn là bằng cả sức mạnh của lý trí, trái tim, khối óc, vì các anh các chị đã quên mình cho quê hương đất nước Việt Nam này. Tôi biết ơn và tri ân đến sự hy sinh của những ai ai đã dấn thân cho quê hương dân tộc Việt Nam với tất cả tấm lòng và tâm trí hèn mọn của mình. Các anh chị là gương sống cho tôi. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Nghịch luận muôn đời của độc tài Cộng sản Việt Nam là nếu theo Trung Cộng thì mất nước, nhưng theo Hoa Kỳ thì lại mất đảng. Sự kiện đầu hàng vô điều kiện tại bãi Tư Chính chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam thà mất nước còn hơn mất đảng. Đã đến lúc chưa, toàn dân vùng lên đạp đổ cộng nô. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Vũ Đông Hà với tựa đề Ba Đình đầu hàng, Tư Chính thất thủ, Hoa Kỳ nhảy vào, nên hòa hay chiến, sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Liệu người dân Việt Nam cùng với những thành phần trong quân đội và những người đang phục vụ trong guồng máy độc tài, nhưng còn một chút lòng ái quốc, có đồng lòng đứng lên tấn công và chiếm giữ những cơ sở, công ty, nhà máy của quân xâm lược tàu cộng đang vừa nghênh ngang hoạt động trong nội địa Việt Nam, vừa hung hăng xâm lược chủ quyền Việt Nam ngoài biển đảo? Câu trả lời cũng là kết luận cho số phận của Tổ quốc trước đại họa thù trong giặc ngoài đang đè nặng lên đất nước Việt Nam. Hai ngày sau khi Hà Nội buộc phải ra lệnh công ty Repsol phải ngừng hoạt động khai thác dầu khí tại bãi Tư Chính vì áp lực quân sự của Bắc Kinh, chiều 26 tháng 7 năm 2017, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đã đến gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Khó có thể khẳng định buổi họp này được chủ động từ phía Hoa Kỳ hay từ lời cầu cứu của Ba Đình với Washington, nhưng chúng ta có thể đoán chắc rằng Hoa Kỳ muốn nhảy vào vòng chiến và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam để ngăn chặn những gia tăng áp lực quân sự của Bắc Kinh để thao túng Biển Đông. Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam cho biết đây là một buổi gặp xã giao, hoặc để tránh gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh, hoặc vì hội chứng hèn với giặc. Nhưng rõ ràng mục tiêu của cuộc gặp gỡ giữa đại diện Hoa Kỳ và người đứng đầu quân đội là một, mang tính hợp tác chiến lược Việt-Mỹ để phòng thủ Biển Đông, hay hai, những yêu cầu từ phía Việt Nam đối với Hoa Kỳ, hoặc ba, những cảnh báo của Washington gửi đến Hà Nội về thái độ sắp tới của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Theo báo chí lề đảng, thì buổi gặp này là để trao đổi về những kết quả mà hai nước đã đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng thời gian qua, cũng như những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, theo tinh thần bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng năm 2015. Thông điệp mà Hà Nội, Washington muốn gửi đến Bắc Kinh là Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ hợp tác quốc phòng để đối phó với những áp lực quân sự và bành trướng của Trung Quốc. Hiện nay, Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào thế khó xử.
hệ thống cai trị đã tìm mọi cách để tránh né, không đề cập đến hành động đầu hàng Bắc Kinh và phải ngưng hoạt động khai thác dầu khí tại bãi Tư Chính. Về mặt truyền thông, toàn bộ báo chí lề đảng im lặng vì ban tuyên giáo không biết phải trình bày với người dân như thế nào để che giấu được thái độ đầu hàng Bắc Kinh một cách rất hèn nhát của chế độ. Rõ ràng là Hà Nội đang chết chìm và Ted Osius là cái phao mà Washington đã quăng cho Ngô Xuân Lịch để bám lấy. Có bám hay không, có thực sự tăng cường hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ như đã cam kết với nhau trong buổi gặp tại trụ sở Bộ Quốc phòng, tùy thuộc vào các chóp bu đang nắm đầu quân đội, tiếp tục bám bờ, làm kinh tế, thần phục thiên triều Bắc Kinh, hay cầm súng đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Nhìn chung, tư duy và hành động thần phục thiên triều đã và đang thống trị Ba Đình, mà đứng đầu danh sách các thái thú Việt gian là Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, liệu trong hàng ngũ quân đội, trong guồng máy của chế độ, còn có những thành phần quan tâm đến chủ quyền và vận mạng của đất nước để đứng lên chống lại tập đoàn xâm lược Bắc Kinh? Thông báo của Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh về việc trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị theo lệnh của Ban Chỉ huy Quân sự, tăng cường lực lượng sẵn sàng chiến đấu, phòng chống biểu tình bạo loạn xảy ra trên địa bàn. Và đương nhiên, mỗi địa bàn trên cả nước đều có thông báo tương tự, cho thấy những tên đang nắm quyền lãnh đạo quân đội đã thần phục Bắc Kinh và sẵn sàng nổ súng vào những người Việt chống tàu cộng xâm lược. Nhưng thông báo này cũng gián tiếp xác nhận là có những thành phần có chủ trương và khả năng huy động những cuộc biểu tình bạo loạn nhắm vào các công ty, dự án, cơ sở làm ăn của tàu trên đất nước Việt Nam. Sự việc tương tự đã xảy ra vào tháng 5 năm 2014, vào thời điểm Bắc Kinh đem giàn khoan HD-981 vào Hoàng Sa, với những cuộc biểu tình chống tàu cộng đồng loạt bùng lên tại 22 tỉnh thành, nổi bật là tại Bình Dương, Sài Gòn, Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã góp phần làm rõ thêm và tạo thêm sự chú ý của dư luận về viễn ảnh trên bằng cách ra đăng tải thông báo báo động đến các công dân Hoa Kỳ về tình trạng biểu tình đang nhắm vào các công ty và nhà máy liên kết của Trung Quốc. Mặc dù thông báo này chỉ tồn tại trên trang nhà của lãnh sự quán trong vòng một ngày, nhưng nó cũng đã phục vụ được mục tiêu mà Hoa Kỳ muốn nhắm tới. Thông điệp đã gửi ra và thông tin đã được mạng lưới truyền thông lề dân tại Việt Nam tiếp tay lan truyền đến nội bộ đảng, quân đội và quần chúng. Liệu người dân Việt Nam, những thành phần trong quân đội và những người đang phục vụ trong guồng máy độc tài, nhưng còn một chút lòng ái quốc, có đồng lòng đứng lên tấn công và chiếm giữ những cơ sở, công ty, nhà máy của quân xâm lược đang vừa ngân ngang hoạt động trong nội địa Việt Nam, vừa hung hăng xâm lược chủ quyền Việt Nam ngoài biển đảo? Câu trả lời cũng là kết luận cho số phận của Tổ quốc trước đại họa thù trong giặc ngoài đang đè nặng lên đất nước Việt Nam. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Mai Văn Phong, bị bắt ngày 14 tháng 4 năm 2015 với bản án 3 năm rưỡi tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa.